Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đang xem video của Tấn Phát và Hồng Định. Thì hôm nay tụi mình có mặt tại đây để cập nhật tiến độ xây dựng mới nhất tháng 9 năm 2023 dự án nhà ở xã hội IEC Công đoàn Bình Định. Như các bạn thấy thì hiện tại công trình căn hộ IEC Công đoàn Huy Nhân đang xây rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ chỉ mới là 7 giờ kém thôi ạ. Và những anh công nhân, những anh kỹ sư đang xây rất là chăm chỉ luôn ạ. Và công trình dự án căn hộ IEC Công đoàn Bình Định đang xây lên tới tầng thứ 4 rồi nha. Rồi, bây giờ em Định và anh Phát sẽ zoom camera sâu lại, quay rõ hơn để các anh chị nhìn thấy công trình phía sau em Định và anh Phát nha. Đây, như các anh chị thấy, công trình căn hộ IEC Công đoàn Bình Định đã xây được tới tầng thứ 4 rồi nha. Và những cái dãy xếp sau ở đằng kia này, các anh chị thấy á, là người ta đang làm móng và đúc trụ lên này các anh chị. Đó. Rồi, bây giờ em Định sẽ tháo flycam để các anh chị nhìn thấy rõ hơn toàn cảnh của công trình dự án căn hộ IEC Công đoàn Bình Định nha. Dự án căn hộ IEC Công đoàn Bình Định có tổng diện tích 37.617m2, mặt độ xây dựng 31% với hơn 10 tiện ích nội khu. Quy mô dự án 4 block cao 15 tầng, tổng cộng 1.498 căn hộ chung cư và 82 căn nhà liền kề. Dự án căn hộ IEC Quy Nhơn hiện tại có giá vô cùng hấp dẫn với 10 triệu 500 trên mét vuông giá đã có ấn tượng. Rồi, Tấn Phát và Hồng Định vừa cập nhật tình hình tiến độ xây dựng căn hộ IEC Công đoàn tháng 9 năm 2023. Thì cảm ơn tất cả quý anh chị cũng như tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của tụi mình. Thì quý anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình. Tụi mình có nhiều động lực chia sẻ nhiều video. Bố ích kế tiếp lần sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.